Mặc dù tháng 10 vừa qua, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh vừa triển khai đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho lứa tuổi học sinh, tập trung vào các hành vi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển. Thế nhưng chỉ sau đợt cao điểm, hình ảnh các em học sinh đi xe máy đến trường lại diễn ra phổ biến. Do các em đang trong độ tuổi hình thành ý thức, nhận thức pháp luật, lại có tâm lý thích thể hiện, khẳng định bản thân, nên ý thức chấp hành pháp luật về giao thông của không ít học sinh còn nhiều hạn chế. Em thấy là các bạn sẽ đi với cái tốc độ rất là nhanh ạ. Với lại thì thường các bạn sẽ không đội mũ bảo hiểm đâu ạ. Thì theo cái tâm lý trẻ của các bạn và cả em ấy ạ, thì thường sẽ không đội mũ bảo hiểm tại vì thấy nó rất là xấu ạ. Đi thì với tốc độ nhanh là sẽ không quan tâm với mọi người xung quanh ạ. Điều ấy rất là kiểu gây không an toàn cho mọi người, nguy hiểm đến tính mạng ạ. Theo đánh giá của cơ quan chức năng, bên cạnh nguyên nhân về nhận thức, ý thức của các em học sinh, thì nhiều gia đình vẫn bất chấp giao xe cho con khi chưa đủ tuổi để sử dụng. Chính sự nuông chiều, buông lỏng quản lý của các bậc phụ huynh đã khiến con em mình và những người xung quanh có nguy cơ mất an toàn giao thông, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng, sức khỏe và tài sản. Do vậy, nhiều phụ huynh đã bày tỏ đồng tình cao với đề xuất nâng mức xử phạt gấp 5 lần, từ 800.000 đồng đến 2 triệu đồng lên 8 triệu đến 10 triệu đồng đối với cá nhân và từ 1,6 triệu đồng đến 4 triệu đồng lên 16 triệu đến 20 triệu đồng với tổ chức khi giao xe máy cho người chưa đủ tuổi điều khiển. Rất là nguy hiểm, nói thật là rất là nguy hiểm. Bởi vì nhiều khi các con xử lý các tình huống chưa đủ khả năng xử lý các tình huống nguy hiểm, hoặc là nhiều khi các con đi nhanh, những cái tình huống nguy hiểm nó xảy ra là không xử lý kịp thời. Thế nên là theo tôi là làm như thế là đúng. Với mức phạt này thì tôi nghĩ rằng sẽ đủ sức răn đe, có hiệu quả và làm chuyển biến rõ rệt về nhận thức, trách nhiệm của phụ huynh, người thân trong việc quản lý con cái, quản lý phương tiện trước khi giao phương tiện cho người chưa đủ điều kiện điều khiển. Và qua đó thì góp phần giảm thiểu về tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông đối với lứa tuổi học sinh nói riêng, và là sẽ làm cho đối tượng là thanh thiếu niên hư chưa đủ 18 tuổi là ít có điều kiện sử dụng phương tiện để thực hiện hành vi vi phạm về điều khiển phương tiện tham gia giao thông, lạng lách, đánh võng, đua xe trái phép. Không chỉ bị xử phạt hành chính, theo Điều 264 Bộ Luật Hình sự, trường hợp người chưa đủ 18 tuổi để xảy ra tai nạn giao thông chết người, thì người cho mượn, giao phương tiện có thể sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự vì tội giao cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông, đường bộ. Do đó, các phụ huynh tuyệt đối không được giao xe cho con em mình khi chưa đủ 18 tuổi.